Tony đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Ok. Sáng thứ tư, hôm nay thứ tư đúng không? Ờ đúng rồi, ngày 20 tháng 3 năm 2024. Chúc quý vị một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trước hết thì Tony Lê xin gửi lời cảm ơn đến các bà con, cô chú bác, tất cả mọi người cũng như là các sư huynh, sư đệ, sư muội, sư tỷ, sư chú, sư bác. Là ngày hôm qua Tony Lê vắng mặt một ngày, Tony Lê nhận được rất là nhiều bình luận cũng như là tin nhắn và email là Tony Lê where are you? Why you mất tích? À, du đi Việt Nam nữa hả? Trời ơi, không phải đâu quý vị ơi, không phải mỗi lần Tony Lê mất tích là đi Việt Nam đâu. Thì thật sự ngày hôm qua Tony Lê có rất là nhiều công việc. Thứ nhất là Tony Lê phải đi lại bác sĩ để khám tổng quát, ok, khám định kỳ đó quý vị, để make sure cái sức khỏe mình nó ok để mà có sức khỏe xài đô la là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Tony Lê phải đi ra văn phòng luật sư của Tony Lê để mà ký một cái tờ giấy nó gọi là release the lien, tức là khi mà người ta mượn tiền thì cái căn nhà đó đó là của mình, bây giờ người ta trả góp cho mình thì mình phải đi ký một cái tờ giấy làm mình release cái title để cái nhà đó là của người ta đó quý vị. Thành ra ngày hôm qua Tony Lê bận rộn cho nên không có live stream, sorry quý vị và cảm ơn quý vị nha. Rồi trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, vào ngày hôm qua Chủ tịch Triều Tiên, người đứng đầu đất nước Triều Tiên, nó gọi là Bắc Hàn đó quý vị nha, chứ không phải là Nam Hàn mà là Bắc Hàn, ok, đã đích thân thị sát quân đội tập trận và bắn tên lửa siêu to khổng lồ. Vì sao và tại sao? Nội dung thứ hai liên quan tới cái thông tin này ở trong cái đất nước Mỹ cảnh báo người Việt ở Mỹ, nhưng có thể là cảnh báo luôn tất cả người Việt vòng quanh cái quả địa cầu. Tại vì bây giờ cái thứ này nè, nó rất là thịnh hành, hầu như là nhà người nào cũng có cái thứ này trong nhà. Quý vị cẩn thận của lửa nha. Nếu quý vị có cái thứ này, làm ơn làm phước dục bỏ ngay, hoặc là đem lại cái nơi mà quý vị mua đó để lấy tiền lại để đổi thành cái thứ khác. Vào ngày hôm qua, cơ quan của đất nước Mỹ gọi tắt là CBSK báo động đỏ, nhiều người đã nhập viện vì cái thứ này. Bà con nào trong cái đất nước Mỹ đang sử dụng cái thứ này, dục ngay hoặc đem đi đổi tiền lại. Chút xíu nữa Tony Lê sẽ bật mí cái thứ đó là cái thứ gì mà hầu như người nào cũng đang sử dụng nó. Và nội dung thứ ba liên quan tới một cái thông tin mừng và chiến thắng cho tiểu bang Texas, đó là vào ngày hôm qua, tòa án tối cao pháp viện của đất nước Mỹ đã chính thức hạ lệnh cho tiểu bang Texas được quyền làm cái điều này. Mà trong suốt thời gian vừa qua, chính quyền của chú Bảy ráng cố gắng để ngăn chặn tiểu bang Texas của Tony Lê, nhưng cuối cùng thì sao, tiểu bang Texas cũng đã chiến thắng lớn và tòa án tối cao pháp viện đã cho phép tiểu bang Texas được quyền làm cái điều này. Đối với vậy, điều đó là điều gì? Rồi chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Rồi đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ trong phần số 1. Sau khi kết thúc, mình sẽ vào phần số 2 cùng nhau bình luận và mổ xẻ quý vị nha. Tony Lê mất tích có một ngày mà everybody tưởng nó Tony Lê đi Việt Nam nữa rồi. Trời ơi, đâu có đi gì mà đi hoài quảnh tù tì vậy quý vị. Thường thường là Tony Lê thích đi mùa Tết thôi quý vị nha. Chứ cái mùa bình thường Tony Lê phải bận biểu kiếm đô la, không có rảnh đi về nước Việt Nam. Rồi trước khi đi vào phần số 1, Tony xin tổng chào 338 quý vị khán giả đang xem. Một cái bấm like để chúng ta có động lực và tinh thần. Sau đây mình sẽ giới thiệu nhà tài trợ. Nhà tài trợ của chương trình hôm nay là tiệm vàng Đức Chiêu Rì, số điện thoại là 281-495-4345. Mọi chi tiết xin quý vị alo Đức chủ tiệm vàng. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới Triều Tiên, bán đảo Triều Tiên. Thì trong suốt 3 năm mấy vừa qua, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tòa Bạch Ốc thì chú ổn ở cái nơi này, chú quậy tưng bừng khói lửa, chú làm cho hàng xóm bất an, ăn không ngon ngủ không yên, đó là Nhật Bản và hai đồng minh của đất nước Mỹ. Người dân phải chui xuống hầm trốn rầm rộ trong cái thời gian vừa qua, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, làm cho cả cái thế giới này cũng bất an, tại vì chú ta đã thành công sản xuất được đầu đạn hạt nhân. Thì trong suốt thời gian vừa qua, chú ổn đã lập kỷ lục ở cái nơi này. Chú phóng ra rất là nhiều tên lửa đạn đạo, phóng ra có thể nói là một cái con số kỷ lục nhất trong tất cả các đời tổng thống của đất nước Mỹ.
chưa có một ông nào làm tổng thống mà Chúa ủng phóng nhiều nhất như chú Bảy. Alright, chưa hết đâu. Trong suốt thời gian vừa qua, Chúa ủng còn hăm he, rầm rộ đòi quánh nhau. Và chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng quánh lộn với Mỹ, Nam Hàn và Nhật Bản. Chúng ta đã cảnh báo nóng là chúng ta có thể quánh phủ đầu bằng cái hạt bất cứ lúc nào. Alright. Thì trong suốt 72 tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta đã rầm rộ đi đến đích thân nha, đi đến từng binh sĩ của ông ta, từng quân đội căn cứ của ông ta, và kêu gọi quân đội nước này sẵn sàng để bập nhau là điều thứ nhất. Điều thứ hai, vào ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên tên là Chu Ẩn đã đích thân thị sát một cái cuộc tập trận rầm rộ của các đơn vị pháo binh ở khu vực phía tây của đất nước Triều Tiên. Cuộc tập trận này có sự xuất hiện của các hệ thống rocket phóng một loạt tên lửa siêu to khổng lồ. Chú Ẩn đã đem ra những cái quả tên lửa rầm rộ có thể là bự siêu to khổng lồ đó quý vị, ra phóng rầm rộ vào ngày hôm qua. Theo như hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên gọi tắt là KKNA cho biết, ông Kim đã chỉ đạo cuộc tập trận nhằm mục đích kiểm tra khả năng chiến đấu thực sự của quân đội ông ta, cũng như là dằn mặt Mỹ, Nam Hàn và Nhật Bản. Gây cấn quá quý vị ơi. Hy vọng là từ đây đến tháng 11, trước khi Tổng thống Trump vào tòa bạch ốc, thì Chúa Ẩn đừng có khởi động một cái cuộc chiến tranh ở nơi này. Tại vì cho dù chiến tranh ở nơi nào thì loài người chúng ta cũng bị ảnh hưởng nặng nề nha quý vị. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ trở lại đất nước Mỹ của chúng ta, đặc biệt là tình hình chính trị và di dân lậu dưới cái thời chính quyền chú Bảy. Trong suốt 3 năm mấy vừa qua, khi chú Bảy vào tòa bạch ốc, cái việc đầu tiên mà chú Bảy làm đó là ra một cái sắc lệnh, hạ lệnh ngừng xây dựng bức tường biên giới tại tiểu bang Texas. Ok, tiểu bang Texas này nó có cái đường biên giới giáp ranh với nước Mỹ, cho nên Tổng thống Trump đã cố gắng thông qua một cái dự luật để xây dựng cái bức tường để ngăn chặn dòng người di dân bất hợp pháp. Thì đùng một cái, khi chú Bảy vào tòa bạch ốc, ông ta làm trái ngược lại với tất cả những cái gì cái thời tiền nhiệm. Ông ta hạ lệnh cho ngưng lại cái bức tường biên giới, làm cho một cái cuộc khủng hoảng biên giới rầm rộ chưa bao giờ có trong mấy chục năm qua. Hơn 8 triệu di dân lậu đã ùa vào đất nước Mỹ của chúng ta trong suốt thời gian vừa qua. Alright. Nhưng cũng may mắn cho đất nước Mỹ và tiểu bang Texas. Ok, là tại vì ông thống đốc tiểu bang Texas đã cứng rắn làm theo những gì chính sách của Tổng thống Trump trong suốt 3 năm mấy vừa qua. Thống đốc tiểu bang Texas đã đi ngược lại chính sách của chú Bảy, ra sức bảo vệ biên giới đất nước Mỹ, bảo vệ tiểu bang Texas. Alright. Và trong suốt mấy ngày vừa qua, hai bên tiểu bang Texas và chính quyền của chú Bảy đã gây go gây cấn vì cái dự luật. Bên tiểu bang Texas thì ra một cái dự luật là bắt di dân lậu để trả lại cái nơi mà họ xuất xứ. Còn bên phía chú Bảy thì no, không được bắt, để cho người ta ở trong nước Mỹ. Khi mà người ta lọt vào được nước Mỹ rồi thì để cho người ta ở lại. Ok. Cho nên hai bên giằng co cái dự luật này, hai bên giằng co sôi nổi gây cấn hào hứng. Ok. Đùng một cái thì cái dự luật này được đưa lên tòa án tối cao pháp viện. Tony Lê phải nói thân bài, mở bài thân bài kết luận quý vị mới hiểu. Ok. Thì cái dự luật này được đưa lên tòa án tối cao pháp viện. Đùng một cái vào ngày hôm qua, một cái thông tin mừng cho tiểu bang Texas đã chiến thắng lớn, đó là tòa án tối cao pháp viện đồng ý hạ lệnh cho tiểu bang Texas được quyền bắt di dân lậu và trả lại cái nơi họ xuất xứ. Tức là đây là một cái tội nó gọi là hình sự đó quý vị. Ok, nếu mà di dân lậu mà lọt vào cái tiểu bang Texas là tiểu bang Texas được quyền bắt và trả lại cái nơi xuất xứ. Cuối cùng thì tiểu bang Texas cũng đã thắng được chính quyền của chú Bảy. Chính quyền của chú Bảy đã ráng cố gắng để ngăn chặn cái dự luật này, nhưng no. Alright, đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, liên quan tới cái cuộc sống của người dân Mỹ. Và hy vọng đây là một cái thông tin mà bà con ở vòng quanh những cái nước khác cũng nên cẩn thận và đề phòng. Tại vì bây giờ cái thứ này nó đang thịnh hành. Hầu như nhà nào, nhà giàu, nhà nghèo gì cũng có cái thứ này trong nhà. Đó là cái thứ gì đố quý vị? Đây, tôi đi trả lời luôn đây, đố chi cho nó mệt. Nồi chiên không dầu. Hầu như là bây giờ loài người của chúng ta ai cũng sợ cao máu, cao mỡ, cao đường. Ok. Cho nên bây giờ người ta mua cái nồi chiên không dầu về để người ta chiên cá, chiên thịt hay là nướng cái gì đó.
để cho đừng có dầu mỡ nhiều, để chúng ta ăn đừng có bị cao mỡ, cao máu, cao gì đó, ok. Rồi. Thì đùng một cái vào ngày hôm qua, cơ quan này gọi tắt là cờ bờ sờ cờ dịch ra là cái gì? Đây, tôi đi dịch luôn đi, đố chi cho nó mệt. Đó là Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu thụ của nước Mỹ. Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu thụ của nước Mỹ, gọi tắt là CBSCR, vào ngày hôm qua đã thông báo và cảnh báo người dân trên cái đất nước Mỹ này là hiện tại bây giờ Best Buy, cái tiệm Best Buy đó quý vị, chuyên môn bán về những cái đồ điện tử đó, ok, đang thu hồi gần 300.000 nồi chiên không dầu, dịch ra tiếng Mỹ là air fryer, ok, dịch ra tiếng Việt Nam là nồi chiên không dầu, gần 300.000 nồi chiên không dầu này và lò nướng không dầu. Tại vì sao? Nó có thể nóng, nó có thể nổ và nó có thể làm cho những cái bộ phận của cái nồi này cháy ra, dở dụng ra, gây nguy hiểm, phỏng và chết người. Trong suốt thời gian vừa qua, cơ quan Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu thụ của đất nước Mỹ thông báo là có ít nhất hàng chục ngàn người đã nhập viện vì cái nồi chiên không dầu này. Thành ra bà con đang sử dụng cái nồi chiên không dầu có cái hiệu, nghe quý vị nghe kỹ nha, nó có rất là nhiều hiệu. Đây, cái hiệu này đây. Cái hiệu này tên là gì đây? Right here. Insignia. Ok. Chút xíu nữa Tony Lê sẽ bỏ cái hiệu này. Right here. Tony Lê sẽ bỏ cái hiệu này trong cái bình luận để cho bà con xem nha. Right here. Ai có cái hiệu nồi chiên không dầu này thì đem ra cái nơi mình mua, có thể lấy tiền lại để mua cái hiệu khác, hay là return lại, hay là cái gì đó. Nhớ nha quý vị. Right here. Quý vị nhìn kỹ cho Tony Lê đánh cái hiệu nồi chiên không dầu đó vào rồi đó. Đó là Best Buy đang thu hồi gần 300.000 cái nồi chiên không dầu này. Nhà Tony Lê cũng có, nhưng mà hiệu khác. Đấy. Hầu như bây giờ không riêng gì nước Mỹ đâu, mà hầu như vòng quanh cái quả địa cầu này có rất là nhiều người Việt Nam chúng ta sử dụng cái nồi chiên không dầu này. Tại vì ai cũng sợ cao máu, cao mỡ, cao đường. Everybody muốn cao đô la, chứ không ai muốn cao mỡ, cao máu, cao đường đâu quý vị. Loài người của chúng ta có ba cái cao mà cần phải tránh, đó là cao máu, cao mỡ, cao đường. Tại vì nếu quý vị dính vào ba cái cao đó thì chúng ta sẽ đi chầu diêm dương sớm, không có được sống lâu như Tề Thiên Đại Thánh. Nhớ nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần số 2, cùng nhau bình luận và mổ xẻ. Alo, cho tôi này xin tổng chào. Trời, con số đẹp quá, 900 quý vị khán giả đang xem. Một cái bấm like để chúng ta có động lực và tinh thần nhé. Hello anh Bùi Trung nha. Hello chị Trinh Lê. Good morning anh Bung Lu nha. Sao hôm qua không thấy Tony live stream? Dạ, hồi nãy em giải thích rồi nè anh Bung Lu nha. Ngày hôm qua em phải đi khám định kỳ, tức là mình gọi là tiếng Mỹ là khám tổng quát á, là điều thứ nhất, để make sure em có đủ sức khỏe để mà xài đô la, điếm đô la. Rồi em rất là kỹ về sức khỏe, em đóng tiền bảo hiểm mỗi tháng gần 600 đồng bạc tiền bảo hiểm sức khỏe đó quý vị, một mình Tony Lê đó nha, đóng gần 600 đô la mỗi tháng. Thành ra Tony Lê phải sử dụng đó, cứ 3 tháng là Tony Lê đi chích 2 ống máu kiểm tra sức khỏe, 3 tháng là đi chích 2 ống máu kiểm tra sức khỏe để làm gì? Make sure đừng bị cao đường, cao máu, cao mỡ. Rồi với lại ngày hôm qua Tony Lê đi vào văn phòng luật sư để ký giấy để mà release cái title nhà cho cái người mượn tiền. Tại vì cái người mượn tiền Tony Lê, người ta trả ốp mình, người ta trả hết nợ, thì mình phải release cái title nhà cho người ta. Thì Tony Lê phải đi lên văn phòng luật sư của Tony Lê để ký cái giấy đó. Thành ra Tony Lê không có live stream ngày hôm qua là như vậy. Dạ. Alo, chị Thẩm Liêu. Hello, chị Diễm Võ nha. Good morning, chị Ngọc Yến Lý. Hello, anh Bùi Trung. Tôi nhớ anh đẹp trai quá đó. Bây giờ nè, Tony trở lại rồi nè. Đẹp trai hơn xưa, lợi hại hơn ngày hôm qua, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta phải lợi hại hơn ngày hôm qua nha quý vị. Cuộc sống là nó phải như vậy. Chứ cuộc sống mà ngày hôm nay mà chúng ta còn bèo hơn ngày hôm qua nữa thì thôi, nó tào lao mới lao lắm. Hôm nay chúng ta phải ok hơn hôm qua, okay? Mỗi một ngày chúng ta phải có tiến bộ, phải có phát triển nha quý vị. Hôm nay Tony Lê trở lại và lợi hại hơn ngày hôm qua. Alo, anh Trần Vĩnh. Hello, anh Phi Đờ Phú nha. Good morning, anh Tuấn Bùi. Hello, chị Kim Ar. Hello, chị Ca Tì Võ. Good morning, chị Thị Hoài Nhung.
Hello mọi thứ về Việt Nam. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời cái chủ đề thứ nhất, nó liên quan tới cái chuyện tòa án tối cao pháp viện quý vị ơi. Thì trong suốt thời gian vừa qua, cái đạo luật SB số 4, cái đạo luật này nó tên là SB số 4, là cái đạo luật mà giữa chính quyền của ông Biden và các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa ở tiểu bang Texas đã gây go gây cấn cả lộn với nhau. Ok, tiểu bang Texas thì người ta đòi bắt di dân lậu để trả lại cái nơi họ xuất xứ, còn bên phía chú Bảy thì nói no, không được bắt. Khi người ta lọt vào đây rồi, vô phải cho người ta ở và nuôi người ta dân. Ok, cho nên cái đạo luật SB số 4 này gây go gây cấn giữa hai bên tiểu bang Texas của đảng Cộng hòa và chính quyền chú Bảy, gây go gây cấn và đưa lên tới tòa án tối cao pháp viện. Cuối cùng thì vào ngày hôm qua, tòa án tối cao pháp viện nó phán ra một cái câu làm cho chú Bảy giận tóc gái nổi da gà và muốn té ghế, là tại vì tiểu bang Texas thắng. Tòa án tối cao pháp viện hạ lệnh cho tiểu bang Texas được quyền bắt di dân lậu, tống cổ nó ra khỏi cái nơi này. Alright, very good. Tony Lê đồng ý với cái dự luật này SB số 4. Tại vì sao? Không phải mình ác, không phải mình không có lòng từ thiện, lương thiện, mà là mình phải làm theo đúng cái luật. Ok, everybody, hàng triệu người vào đất nước Mỹ hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, thì du cũng không ngoại lệ. Du cũng phải vào nước Mỹ hợp pháp, hợp lý, hợp lệ. Du đâu phải là ông cha người ta đâu, cha người ta đâu mà du vào đây một cách không đúng luật, đúng không? Rõ ràng chưa? Everybody tuân thủ luật pháp thì du cũng phải tuân thủ luật pháp. Du cũng phải vào đây phải có đóng mộc hải quan, phải có passport, hộ chiếu, visa, dân. Chứ dù không có cái cửa mà vào đây qua đường hàng rào, qua đường dắt tường, rồi cái du lãnh tiền trợ cấp làm cho tụi tôi phải gánh gồng thêm một cái gánh nặng. Ok, đúng không quý vị? Tony Lê đồng ý. Đồng ý với những cái chính sách của tiểu bang Texas và tổng thống Trump. Đồng ý 100%. Alright. Hello chị Hương Trần nha. Good morning anh Johnny Ngô xì tóc thích là tới đâu rồi Tony ơi. Dạ em không biết anh chút xíu nữa em nhìn hôm nay chúng ta có một, hôm nay là một ngày rất là quan trọng cho cái thị trường cổ phiếu chứng khoán. Đây quý vị nghe kỹ đi. 1 giờ trưa ngày hôm nay, quý vị nghe kỹ nha, 1 giờ trưa thì chúng ta sẽ có cái thông tin là Ngân hàng Trung ương Mỹ có cắt giảm 3 lần tiền lãi suất năm nay hay là không. Đó là 1 giờ trưa. Rồi 2 giờ rưỡi trưa thì chúng ta có một cái cuộc họp báo từ ông ngân hàng, chủ tịch Ngân hàng Trung ương Mỹ là Jerome Powell, và ông ta sẽ trả lời những cái câu hỏi của phóng viên báo chí. Và cái khúc này mới là cái khúc quan trọng này, để coi có tình hình tương lai kinh tế nước Mỹ sẽ như thế nào. Thì sau khi ông ta trả lời thì quý vị nghe kỹ nha, thị trường cổ phiếu nó có thể bắn lên hoặc là nó có thể rớt xuống. Quý vị cẩn thận củi lửa từ 1 giờ trưa cho đến 3 giờ trưa ngày hôm nay, nhớ kỹ nha. Hiện tại bây giờ thì nó không có ăn nhậu gì đâu. 1 giờ trưa cho đến 3 giờ trưa quý vị sẽ thấy cái thị trường cổ phiếu chứng khoán đồng điện tử nó màu xanh rực rỡ như cái áo Tony Lê, hay là nó màu đỏ như màu máu, máu nhộm bãi Thượng Hải. Chúng ta sẽ lệ thuộc vào cái ông Jerome Powell trưa ngày hôm nay. Mỗi lần ông này ông xuất hiện là quý vị biết rồi, ông họp báo chí gì đó là thị trường nó sẽ dao động ghê gớm lắm. Cẩn thận củi vào lửa nha. Nếu nó đỏ thì quý vị chuẩn bị tiền để đi CA. Ok, nếu nó xanh thì quý vị chuẩn bị để chốt lời hay là cái gì đó. Nhớ nha, nhớ kỹ nha. Hello anh Thương Văn Ngô. Hello anh Trư Bắc Giới. Hôm nay Tony mặc áo đẹp trai quá vậy. Dạ thì em nói rồi, hôm nay em phải đẹp trai hơn ngày hôm qua chứ anh. Hôm nay chúng ta phải lợi hại hơn ngày hôm qua. Hôm qua mới đi ký giấy release cái title, lấy mấy trăm ngàn đô la về bỏ vô túi, thành ra bởi vì hôm nay phải đẹp trai hơn ngày hôm qua. Tony Lê chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hôm nay có mấy trăm ngàn đồng bạc để chuẩn bị đây. Nếu mà ông này mà ông Jerome Powell mà ông nói cái gì đó mà thị trường nó rớt á, Tony Lê không muốn nó rớt, nhưng mà Tony Lê nếu giả sử gì đó mà nó rớt, Tony Lê có mấy trăm ngàn đồng bạc ngày hôm qua người ta mới trả nợ đó, bỏ vô cổ phiếu tiếp. Okay. Nhưng hy vọng nó đừng rớt, nó xanh giùm tôi đi, cho nó rớt hoài tôi mệt lắm rồi. Tôi mệt lắm rồi đó. Tôi đi CA rớt rồi, cái chán tôi nó nhăn luôn nè quý vị. Okay.
Alo, chị Tiffany Quang. À, hello, chị Phụng Kim Cô nha. À, cái gì đây? À, lương thiện, lương thực, lương tháng. Dạ, cảm ơn anh Chư Bát Giới. Hello, chị Hương Trần. À, Tony trở lại và lợi hại hơn xưa. Dạ, cảm ơn anh chị Thấm Liêu. À, dùng nồi chiên không dầu, không rõ nguồn gốc, nguy hiểm lắm. Dạ, đúng rồi anh nha. Nhớ kỹ nha. Bà con nào có trong nhà cái nồi chiên không dầu, nhìn lại có cái hiệu gì. Hồi nãy Tony có quánh cái hiệu ở đây nè. Quánh là một lần nữa cho bà con xem nè. Để cho bà con la làng đó. Insignia. Insignia này nó bán ở trong Best Buy, nó bán tào lao mới lao gì ở trong Walmart gì đó. Quý vị mua ở đâu thì đem lại đó return trả lợi hay là sao đó. Alright. À, hôm qua không thấy anh, nhớ anh Tony quá. Cảm ơn chị Loan Hồng. À, hello chị Thương Tô, hello anh Nguyễn Văn Ngãi. À, good morning chị Yến Bùi nha. Tony ôm những xì tóc gì vậy? Dạ, à, ngày hôm qua em mới mua thêm nhiều cổ phiếu lắm chị nha. Chút xíu nữa em sẽ bật mí cho chị biết. Hiện tại bây giờ thì Tony Lê đang sở hữu tổng cộng là 7 cổ phiếu. Ngày hôm qua cho đến hôm nay Tony Lê đã bỏ thêm hơn 200.000 đô la vào mấy cái cổ phiếu. Ví dụ như là Apple nè, Google nè, Coinbase nè. À, thôi giờ nói giờ có sách mét là phải có bằng chứng rồi nè. Tony Lê cho quý vị xem luôn đi. Chứ nói chi hồi mới mất công mình không hiểu. Ok, right here. Where is it? Hiện tại bây giờ thì Tony Lê đang đây. Đây là cái total mà Tony Lê đang sở hữu cổ phiếu nha, là đang thua đó nha. À, đang thua đó. Quý vị thấy không? Đang thua nha. Đây là cái số tổng cộng của những cái cổ phiếu mà Tony Lê đang sở hữu. Đây. Đây nè. Apple, Tesla, Coinbase, Robinhood, Google, SoFi và Nikola. Đây. 7 cái cổ phiếu Tony Lê đang sở hữu. Đây. Ngày hôm qua giờ Tony Lê mua thêm Apple, Google với lại Nikola. Mỗi thứ 60-70 ngàn. Dạ, đó tổng cộng là Tony Lê đang giữ 7 cái cổ phiếu. Mua thêm, dạ, mua thêm để dành từ đây đến cuối năm để kiếm tiền về Việt Nam ăn Tết, nhìn bông mai bông cúc, nhìn thèo lèo cứt chuột và lì xì cho bà con khó khăn ở nước Việt Nam. Đó là kế hoạch của Tony Lê nha quý vị. Mua thêm, tổng quá giờ mua thêm hơn 200.000 đồng bạc mấy cổ phiếu đó. Tổng cộng là bây giờ Tony Lê đang giữ 7 cái cổ phiếu. Hồi nãy đó, quý vị xem tới cái khúc đó, chụp lại cái màn hình để biết Tony Lê đang sở hữu cái cổ phiếu gì. Dạ. Yeah. Alo anh Bung Sà Rông nha. Một ngày tôi không gặp Tony giống như một thế kỷ không có nắng. Trời ơi ghê gớm nha anh. Hôm nay anh làm thơ nữa anh. Phải không vậy trời, ngày ông không gặp tôi ông mừng muốn chết. Không ai tám tào lao mới lao cho ông nghe, ông mừng muốn chết. Ông rảnh rỗi xin ông nổi, đúng không? Rõ ràng chứ. Alo chị Ngọc Nguyễn nha. Hello anh Danh Đào. Good morning anh chị Roping. Hello chị Neo City. Hello anh Hoàng Phan. Chào đại gia đình Tony. Cảm ơn chị Kim Dung. Tình hình NATO và Nga thế nào? Dạ thì nó chuẩn bị quánh nhau anh ơi. Bây giờ Nga và NATO đang căng như dây đàn. NATO nó lập một cái căn cứ quân sự mà chưa bao giờ có kể từ Thế chiến thứ hai, ngay tại biên giới của đất nước Nga luôn. Nó lập nguyên một cái căn cứ quân sự luôn quý vị. Ghê gớm cho. Tức là sao? Là nó đem quân lại, nó đóng ngay cái biên giới của chúng Nga. Rụt rịch một cái là nó thả quân ra tràn qua bên phía chúng Nga. Đó, mình gọi vậy cho dễ hiểu. Nhưng quý vị biết rồi, chúng Nga chú đã tái đắc cử rồi nha. Tái đắc cử nha. Chú Nga tiếp tục, chú Buria tiếp tục ngồi tổng thống nước Nga thêm 6 năm nữa nha quý vị. Ông ta đã tái đắc cử. Dạ. Alo, hôm nay anh đẹp trai thật. Cảm ơn anh nha. Hôm qua không thấy Tony, chờ hoài chờ mãi không ngủ không ăn được. Cảm ơn anh Bung Lu. Hello anh Cu Nguyễn. Good morning anh Cu Nguyễn nha. Tôi rất thích NATO và Nga đánh nhau. Trời ơi anh ơi, anh à, nó quánh nhau chúng ta không có chỗ trốn đâu mà ở đó. Mà anh thích cái gì anh? Anh thích cái gì mà tào lao quá? Anh thích cái chuyện khác đi anh. Anh thích Nga và NATO quánh nhau hả? Chúng ta không có cái chỗ để trốn đâu đó, ở đó mà thích. Trời ơi thôi. Thôi, tôi nói thật với quý vị chứ tôi chẳng thích cái nước nào chiến tranh trên cái quả địa cầu này hết. Tôi thích cái thế giới này nó hòa bình, bình yên. Mọi nơi hòa bình, bình yên. Người dân lo cơm no áo ấm, người dân lo kiếm đô la chấm hết. Để cho kinh tế nó phát triển, để cho chúng ta có đô la để chúng ta nhẫn nhơ trong cuộc đời. Ok. Đúng không? Chứ mà chiến tranh làm gì rồi nó ảnh hưởng rầm rộ tới cái nền kinh tế, làm cho chúng ta sất bất sang bang vì chén cơm manh áo. Tôi chẳng thích chiến tranh. Thế kỷ 21 này rồi, chiến tranh làm gì nữa?
ai cũng lo chiến tranh với đô la, chén cơm manh áo, hơi sức đâu mà chiến tranh với vũ khí bom đạn, đúng không quý vị? Tony Lê nói đúng rồi nè, nói đúng cho một cái like nè. 1222 nè, 1222 quý vị khán giả đang xem, một cái con số rất là đẹp, ba con le le cộng với 312 cái like nữa, là một cái con le le nữa là 4 con le le. Alo chị Hoa Trinh nha, chào chú đẹp trai nhất quả đất. Cảm ơn chị Hoa Trinh. Hello chị Cindy Lee đã đến từ Singapore. Dưới thời đại của chú Bảy thì nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung đều bị ảnh hưởng. Dạ đúng rồi anh Danh Đào. Hello chị Vân Lê. Tony ơi, đêm qua em nhà nghèo hành hạ tôi suốt đêm, tôi quải quá. Anh để cho người ta hành hạ làm gì rồi bây giờ anh quải, anh la làng la sớm. Nhưng mà trong trước khi anh quải đó, anh có sung sướng cuộc đời không? Có không? Nói thật đi. Trước khi anh quải chạy đậu đen nấu đường, anh có sung sướng cuộc đời không? Có đúng không? Thì cái gì cũng vậy anh, cái gì nó cũng có cái giá trong cuộc đời của nó. Trước khi anh quải thì anh sung sướng. Đó, cái lúc anh sung sướng anh không la cho tôi nghe. Anh không la làng lên cho tôi biết. Đặng tôi lỡ tôi sướng với anh không? Cái lúc anh sung sướng anh im lìm lặng lẽ anh sung sướng. Bây giờ anh sung sướng xong rồi anh quải chạy đậu đen nấu đường, anh la lên cho tôi biết là tôi đang quải quá, tôi đang mệt quá. Đó thế chứ. Chơi vậy làm sao anh chơi công bằng được? Anh chơi vậy rồi anh chơi với ai? Cái lúc anh sung sướng anh không la làng lên Tony Lê lợi phụ sướng nè đó, thấy chưa? Thì tôi chạy lên tôi phụ sướng với ông rồi. Đó, ông chơi vậy á. Rõ ràng không? Trời ơi. Các sư huynh sư đệ cũng như các sư tỷ sư muội, có lúc nào sướng không kêu Tony Lê đâu. Có lúc nào cực khổ hay là quải chè đậu đen nấu đường cái la làng lên kêu Tony Lê lại cứu à, ai cứu cho nổi? Ông ơi ông chơi vậy ông chơi với ai ông ơi? Trời ơi, lúc nào sướng kêu Tony Lê lại nhé. Ok, alo, anh Bung Sà Rông nhé. Ông cười dữ vậy, ông tôi nói đúng quá, ông cười quá vậy đúng không? Tôi nói không chật một câu nào đúng không? Tôi nói quá chính xác đúng không? Nhớ kỹ nha ông Bung Sà Rông, 1 giờ trưa đến 3 giờ trưa ngày hôm nay thị trường cổ phiếu chứng khoán nó có thể dao động ghê gớm tùy theo cái lời phát biểu của ông chủ tịch ngân hàng trung ương Mỹ. Ok, chúng ta biết chắc chắn một điều là nó sẽ ra một cái quyết định là chưa cắt giảm tiền lãi suất. Đúng theo cái kế hoạch đó thì cái tháng 6 này là lần đầu tiên sẽ cắt giảm tiền lãi suất, nhưng cái chỉ số CPI cách đây một tuần lễ nó còn cao quá, cho nên bây giờ ngân hàng trung ương Mỹ sẽ stop, đình lại, không cắt giảm tiền lãi suất tháng 6 này. Thì đó là một cái thông tin xấu, nhưng cái thông tin xấu đó nó không ảnh hưởng nặng nề tới cái thị trường cổ phiếu chứng khoán đâu, mà là lúc ông chủ tịch này ổng đứng ổng trả lời phóng viên báo chí, ổng sẽ nói ra cái kế hoạch của ổng từ đây đến cuối năm là gì. Ok, cái đó mới là cái khúc quan trọng. Cái khúc quan trọng là 2 giờ rưỡi trưa ngày hôm nay, khi ổng trả lời á, ổng nói ra cái kế hoạch á, thì cái lúc đó thị trường quý vị sẽ thấy nó dao động ghê gớm lắm. Mỗi một cái lời nói của ông ta là màu xanh màu đỏ, màu xanh màu đỏ. Ai đầu nộ, ai đầu nộ, ổng sẽ làm gì đây? Mình phải đợi chờ thôi. Everybody, các nhà đầu tư đang đợi chờ. Hello, hello Tài Nguyễn nha. Good morning anh Tài Nguyễn. Báo cáo thủ trưởng hôm qua em lỗ 200.000. Dạ, thì everybody lỗ. Dạ, đúng rồi, em cũng lỗ. Em lỗ cổ phiếu nè, anh lỗ đồng điện tử. Hello chị Thị Huệ Nguyễn, hello anh Sunny Phạm nha. Good morning Sunny Phạm. 1 giờ trưa nay là em chốt lời bất chấp. Dạ, nếu mà nó xanh thì chốt đi anh. Anh ơi cho em biết cổ phiếu Tổng thống Trump hả? Cổ phiếu Tổng thống Trump là DWAC hay gì đó. Right here đó. Đó, right there. Em mới quánh vô đó, chị nhìn giùm em đi. Dạ, đó chị nhìn giùm em đi. Hôm qua cổ phiếu Tổng thống Trump nó sụt xuống 33 đô, hôm nay nó lên lại 40 mấy đô. Hôm qua nó sụt xuống 32, 33 đô á. Hôm nay nó lên lại 40 mấy đô. Báo cáo thủ trưởng tôi ăn bánh mì. Thời buổi này anh có bánh mì anh ăn là anh phải cảm ơn trời Phật. Anh may mắn lắm rồi đó. Hàng trăm ngàn người, hàng triệu người ngoài kia cuộc đời không có bánh mì để ăn đó anh già. Bây giờ anh có cái gì ăn hay là chúng ta có cái gì ăn là chúng ta phải cảm ơn trời Phật nha quý vị. Cảm ơn những gì mình đang có. Mình may mắn hơn rất là nhiều người. Quý vị đừng có nhìn lên. Tại nhìn lên quý vị chẳng bằng ai đâu. Quý vị phải nhìn xuống để quý vị cảm ơn cuộc đời, cảm ơn trời Phật là chúng ta đã và đang sở hữu những gì mình đang có. Chúng ta nhìn xuống chúng ta may mắn hơn rất là nhiều người ngoài kia cuộc đời. Nhìn lên thì mình chẳng bằng ai. Nhớ nha.
Alo, alo, chị Torres Sà Đổ. Good morning chị nha. Dạ. Hello chị Tươi Trần. Báo cáo anh bên hồ cấy đồ là 24 độ F. Dạ, ok anh. Lạnh quá. Cái gì đây? Chào Tony xinh đẹp. Hello chị Thị Huệ Nguyễn. Anh gặp Tony Lê sướng quá. Cảm ơn anh Bung Lu. Good morning chị Anh Đào. Rồi bây giờ mình tới phần giới thiệu nhà tài trợ chút xíu nha quý vị. Nhà tài trợ của chương trình hôm nay là tiệm vàng Đức Jewelry, số điện thoại là 2814954345. Mọi chi tiết xin quý vị alo anh Đức chủ tiệm vàng. Cảm ơn trời Phật đã cho em biết kênh Tony Lê UT. Cảm ơn anh Bung Sà Rông nha. Dạ đúng rồi anh. Dạ trong suốt thời gian vừa qua anh đã đu theo Tony Lê và anh đã kiếm được mấy trăm ngàn đồng bạc. Thấy không, rõ ràng chưa? Bằng người ta đi làm vất vả gian nan suốt cuộc đời này ở trên đất nước Mỹ chưa chắc để giành được mấy trăm ngàn. Quý vị nghe cái con số mấy trăm ngàn thì quý vị nghe nó rất là nhẹ nhàng như cung đàn đúng không? Nhưng đây Tony Lê nói thật sự nha. Cái này nói ra thì có thể là rất là nhiều người Việt Nam bị nó gọi là bị nhột. Nhưng mà thật sự là thật sự nha quý vị. Thật sự nó là như vậy. Sự thật thì lúc nào nó cũng dơ dái và bẻ bàng. Nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật. Có nhiều người Việt trên cái đất nước Mỹ này sống cả cuộc đời chưa dư được 50 ngàn hay là 100 ngàn. Huống hồ nói chi tới nửa triệu hay là 1 triệu đô la. Cái đó sự thật đó quý vị. Sự thật thì nó hơi bẻ bàng, nó hơi phũ phàng, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Có nhiều người Việt sống suốt cuộc đời trên cái đất nước Mỹ này 40 năm, 50 năm, nhìn lợi trên không dưới cần số. Không có cái gì dính da hoặc là 50 ngàn hay 100 ngàn đồng bạc trong tài khoản nhà băng. Không có. Thành ra anh lời được mấy trăm ngàn đu theo Tony Lê là anh may mắn lắm rồi đó. Anh phải cảm ơn trời Phật á. Bằng người ta đi làm suốt cuộc đời hoặc là 5 năm, 10 năm trên cái đất nước Mỹ này mới để dành được 100 hay 200 ngàn. Nhớ đó. Cái gì đây? Hello anh Long Nguyễn. Sao hôm qua Tony không like vậy? Trời ơi anh bình luận một lần được rồi. Anh bình luận cái câu này mà tới mấy chục lần. Coi chừng YouTube nó quánh anh là xì bem á. Xì kem gì đó. Nhớ nha. Anh bình luận một lần được rồi. Anh copy cái bình luận mà anh hỏi như thế này. Hồi nữa nó lóc anh ráng chịu á. Em mới trả lời hồi nãy rồi anh, hôm qua em bận công việc anh. Dạ. Nay tôi xem anh ăn bún nước lèo ngon quá. Quý vị nào chưa xem Tony Lê video mới bỏ lên hồi sáng ăn bún nước lèo ở quê của Ngọc Trinh á, nữ hoàng nội y á, thì quý vị vào xem nha, cho vui nha. Bún nước lèo ở cái quê của nữ hoàng nội y và hoàng tử đẹp trai á. Tony Lê là hoàng tử đẹp trai, bên kia là nữ hoàng nội y. Quê cùng với nhau thế. Thì bún nước lèo là nói thật với quý vị chứ ăn ghiền luôn. Hồi sáng này Tony Lê có bỏ cái video đó lên á. Hello chị Duyên Nguyễn nha. Good morning chị Duyên Nguyễn nha. Cảm ơn chị. Cái gì đây? Kiếm được 1 triệu nhờ biết kênh Tony Lê. Dạ cảm ơn anh Bung Sà Rông. Nay tôi đã 85kg rồi. Ủa? Anh 85kg là anh có bộ hơi nặng đó anh. Dạ, hơi nặng lắm rồi đó anh. Dạ, anh nên giảm cân đi anh nha. Người Việt Nam mà 85kg là có bộ hơi nặng lắm rồi đó anh. Dạ. Bánh mì Việt Nam được vinh danh là bánh sandwich ngon nhất. Dạ, cảm ơn chị Ngọc Yến Lý. Dạ. Cái gì đây? Chúc anh bình an, mạnh khỏe. Cảm ơn anh Khoáng Võ. Hello, anh lạ là lên. Quá hay và rất hay. Cảm ơn anh Minh Nguyễn. Hello anh Trí Nguyễn. Tony có crypto nào không? Dạ, at this moment em không có sở hữu một cái crypto nào hết nha chị nha. Chị Nguyễn Phương Hằng gì đây nè. Chị Nguyễn Phương Hằng này chắc là ở California, America. Dạ, hiện tại bây giờ thì em không có sở hữu một cái crypto nào hết chị nha. Tức là gì? Dịch ra tiếng Việt là đồng điện tử đó. Tony Lê chưa có mua một cái đồng điện tử nào chị nha. Mấy trăm ngàn đồng bạc Tony Lê đổ hết vào cổ phiếu chị ơi chị à. Thì nha, đặc biệt là cổ phiếu Tesla, Tony Lê sở hữu nửa triệu đô la. Ok. Đó, nó ngặt nghèo cái chỗ đó đó. Anh agree with Tony Lê, cầu mong đừng có chiến tranh. Dạ đúng rồi anh Cu Nguyễn, chính xác. Em là phụ nữ anh Tony ơi. Cảm ơn chị Khoắn Võ nha. Hello anh Danny Nguyễn. Cảm ơn đời, mỗi sáng tôi thức dậy. Dạ đúng rồi chị Kim Dung. Có thêm một ngày để nghe Tony Lê nói chuyện vui. Dạ cảm ơn chị Kim Dung rất là nhiều. Dạ cảm ơn anh Đào. Dạ chúng ta
phải biết cảm ơn. Phải biết cảm ơn nha quý vị. Tại vì trong cuộc sống có rất là nhiều người không biết cảm ơn. Và đặc biệt những người mà không biết cảm ơn là những người vất vả, gian nan và ít có bao giờ thành công trong cuộc sống. Cái gì cũng vậy, trong cuộc sống chúng ta phải biết cảm ơn nha quý vị. Nhớ đó, nhớ mà biết cảm ơn trời Phật, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những gì mình đang có. Nhớ nha quý vị. Alo, chị Ngọc Phụng nha. Good morning chị Sophia Trần. Ông nay đánh swing trade. Dạ đúng rồi, dạ. Em thì nói thật với chị chứ em á, đầu tư là không có một cái luật lệ hay là một cái nguyên tắc gì đâu chị. Em đầu tư là em tự đặt ra nguyên tắc cho cái bản thân mình. Có thể em mua em giữ 1-2 ngày, có thể em mua sáng chiều em bán, có thể em mua em để đó 3 tháng 5 tháng ví dụ đó. Tức là Tony Lê không có một cái nguyên tắc trong đầu tư. Tại vì sao? Nguyên tắc là do con người đặt ra. Quý vị nghe kỹ đây, cái khúc này nó mới quan trọng nè. Có rất là nhiều người không thành công vì giữ nguyên tắc, vì cứ khư khư cho cái nguyên tắc mình là đúng. No, 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 no. Cái nguyên tắc là do con người đặt ra. Nó có thể uyển chuyển tùy theo cái tình hình, tùy theo cái thời gian và cái tình hình cái lúc đó. Ví dụ mình đưa ra một cái nguyên tắc mà bây giờ mình thấy cái nguyên tắc này nó không ổn thì mình phải làm gì? Mình phải thay đổi nguyên tắc, mình phải bỏ cái nguyên tắc đó đi, mình lập ra một cái nguyên tắc khác. À, thấy chưa, rõ ràng không? Thành ra khi mà đầu tư, Tony Lê có thể bán, mua, mua, bán, vân vân và vân vân, mỗi một tiếng đồng hồ, mỗi một ngày hay mỗi một tuần hay mỗi một tháng. Chứ không phải Tony Lê mua rồi để đó 1 năm, 2 năm, 10 năm. No, 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 no. Tiền của Tony Lê là tiền nóng, rờ vô nó nóng hổi à. Thành ra nó đẻ, nó phải đẻ. Tiền của Tony Lê đó, nó phải đẻ. Tony Lê không bao giờ cho nó ngồi yên, ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi xin ông nổi. No. Tiền của Tony Lê là phải đẻ, nó phải nóng, nó phải có bầu all day, all night và đẻ. Ok, mày phải đẻ cho tao. Mày không đẻ, tao đưa mày qua chỗ này. Mày chưa đẻ được, tao đưa mày qua chỗ này. Giống như là mình, giống như ngày xưa ở bên nước Việt Nam, người ta nuôi heo đó quý vị, nhớ không, nhớ không? Hồi xưa đó người ta nuôi heo, cái người ta dẫn nó đi gieo giống đó. Tiền của Tony Lê là không có đi gieo giống mà là nó phải đẻ. Ví dụ Tony Lê bỏ nó vô chỗ này, Tony Lê cảm thấy nó không đẻ ra được, đúng không? Tao bóc mày ra, mày không được ngồi yên một chỗ, mày ra đây, tao giục mày qua bên đây, thử coi mày đẻ không. Tao giục mày qua bên đây mà mày chưa đẻ nữa, đúng không? Tao giục mày qua bên kia. À đó, tức là Tony Lê soi dòng cái đồng tiền, tìm cái chỗ cho nó đẻ. Giống như là mình đi tìm cái chỗ mình gieo giống đó, giống như vậy đó. Tiền gieo giống nha, chứ không phải là Tony Lê gieo giống nha, bà con đừng có hiểu lầm nha. Tôi già rồi, tôi không có gieo giống được nữa đâu mà ở đó mà đòi giống của tôi. Tôi đang nói là đô la của Tony Lê. Nó phải tìm một cái chỗ nào đó, nó chui vào để nó gieo giống. Ok, đó là cái cách làm ăn của Tony Lê. Tony Lê không có một cái nguyên tắc nào cả. Cái chỗ nào mà nó gieo giống được là Tony Lê bỏ nó vô. Chỗ nào mà Tony Lê cảm thấy nó đẻ ra được, Tony Lê bỏ nó vô. Để làm gì? Để mình đỡ cực khổ, mình khỏi đẻ. Tiền mình nó đẻ, mình khỏi đẻ. Yes hay no, Tony Lê nói đúng hay sai? Quý vị đồng ý với Tony Lê không? Mình khùng xong mình đẻ, tiền nó đẻ chứ mình không đẻ. Mình hưởng thụ cuộc đời để cho nó đẻ, tìm chỗ cho nó đẻ. Đó, đó là cái cách của Tony Lê mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ soi dòng đồng tiền. Không bao giờ có nguyên tắc. À, cái gì đây? Ông nào nói vỗ tay hay quá vậy? À, ông Bung Sà Rông đồng ý với Tony Lê. Nghe đã lỗ tai quá, cả nhà ơi, vỗ tay bất chấp. À, cảm ơn hội trưởng hội hội Sò Long đã vỗ tay và ủng hộ Tony Lê nha. Tony Lê đang chia sẻ cái cách đầu tư kiếm tiền của Tony Lê mỗi ngày đó quý vị. Còn cái chuyện quý vị làm cái gì với đồng tiền quý vị là quyền của quý vị nha. Cái này là Tony Lê đang chia sẻ cái cách mà Tony Lê làm kiếm tiền mỗi ngày. Là tìm cái nơi để cho tiền nó đẻ ra tiền. Chứ Tony Lê không có để yên cho nó ngồi không, rảnh rỗi hay là nhét nó vô cái két sắt. Đục cái lỗ trong vách tường nhét nó vô. Đục cái lỗ dưới đất chôn nó giấu nó. Rồi mình phải đi làm bất bả gian nan. Trời ơi, no, 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 no. Sống như vậy sống để làm gì? Tự nhiên mình cực khổ vì đồng đô la. Mình chết sống vì đồng đô la. Trong khi đó nó ăn không ngồi rồi, nó nằm yên ở trong két sắt. Quý vị thấy Tony Lê nói đúng hay sai?
Suy nghĩ đi, 60 năm cuộc đời của loài người chúng ta, con người chúng ta, chúng ta vất vả gian nan vì cái đồng đô la, trong khi nó rảnh rỗi, nó sinh nông nổi, nó ngồi yên trong cái xác, nó chẳng làm được cái gì hết. No. Tiền của Tony Lê là phải vất vả gian nan, phải đi làm kiếm đô la về cho Tony Lê. À, đơn giản giống như đang giỡn. Quý vị thử đi, thử làm theo Tony Lê, thử coi một ngày nào đó quý vị sẽ an nhàn. Phải ru, đi ra đi vô, phải ru. Tiền nó làm việc hết rồi mình khỏi làm. Okay. Tiền nó làm cho mình. À, đó là cái cách của Tony Lê. Cái gì đây ông bông xà rong, ông cười dữ vậy, ông đồng ý hả? Ông cười ghê vậy. Cảm ơn chị Hồng, Tuyền Hồng đã đồng ý. À, cái gì đây? À, làm hay, à, cảm ơn anh bông xà rong. À, hello chị Angel Nguyễn. Sumo bên Nhật Bản họ ăn kinh lắm. Dạ cảm ơn anh nha. À, nói đúng bất chấp. Hello chị Khoắn Võ. À, vỗ tay bà con ơi. À, cảm ơn anh bông xà rong. À, good strategy. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Phương Hằng. Dạ. À, nghèo không sợ, sợ không chịu làm. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Angel. Dạ. Phải có gan bự chà bá lửa mới dám chơi như Tony Lê. Thôi chị ơi, tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người, chứ cái lá gan mọi người giống nhau mà đúng không chị? Cái lá gan ai cũng bằng nhau đúng không? Không, cái lá gan em cũng nhỏ xíu à, nhưng mà em liều mạng. Em từ nhỏ em liều, em điếc, em chẳng sợ súng gì cả. Ai bắn kệ bà người ta, tôi chẳng nghe gì cả. Tôi điếc mà tôi đâu có sợ súng. Tony Lê điếc từ nhỏ, không bao giờ sợ súng. Gì chứ vụ làm ăn là Tony Lê liều mạng lắm. Yeah. À, cái gì đây? Ngày hôm qua chị tìm quá trời luôn mà không thấy em đẹp trai. À, cảm ơn chị Huệ Nguyễn, ngày hôm qua em đi công việc. À, cảm ơn anh Bung Lu. À, Triều Tiên bây giờ thử tên lửa. Dạ nó thử tên lửa siêu to khổng lồ luôn anh. Nó đem tên lửa chà bá lửa ra nó bắn luôn anh. Không phải tên lửa bình thường nó mà là tên lửa bự chảng luôn. Dạ. Tên lửa mà coi như nó khủng khiếp luôn á. Nó bóng rầm rộ ngày hôm qua luôn trời ơi. À, người Nhật Bản ngày xưa họ liều mạng lắm. Dạ cảm ơn anh Bùi Trung, nhờ vậy cho nên nước Nhật bây giờ người ta mới giàu đó anh. Người ta mới thông minh, người ta mới thành công trên cái quả địa cầu này đó anh. Anh thấy về sản phẩm của nước Nhật không? Nó everywhere, cái vòng quanh cái quả địa cầu, đồ điện tử, xe, vân vân và vân vân, nó everywhere. Đó, thấy chưa? Thấy gì chưa? Nhờ người ta liều mạng, nhờ người ta dám nghĩ, dám làm. Dám nghĩ, dám làm thì chúng ta mới có cơ hội thành công nhau quý vị. Chứ còn mà mình nghĩ, mình lập ra kế hoạch xong cái mình để đó, mình không làm á, cũng chẳng có thành công. Yeah. Hello chị Noel nha. À, hai anh mình còn ở Việt Nam. À, cảm ơn chị nha, chị còn ở Việt Nam. Lò nướng không dầu bị sao vậy? Dạ chị Chính Lê ơi, à, hiện tại bây giờ thì cái cơ quan này nè chị, cái cơ quan cờ bờ S cờ á, nó gọi là Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu thụ của đất nước Mỹ, à, mới vừa có một cái thông báo là Best Buy nó đang thu hồi gần 300.000 nồi chiên không dầu, à, tiếng Mỹ nó gọi là air fryer. À, tại vì nó có thể gây nguy hiểm, phỏng chết người, vân vân và vân vân. À, nếu chị có cái nồi chiên không dầu này thì chị nên đi lại cái chỗ chị mua đó, chị return lại, chị lấy tiền lại, chị mua cái nồi khác, hiệu khác, vân vân và vân vân. Hồi nãy em có quánh cái hiệu vô rồi đó. À. À, hello chị Julie Trần nha. À, good morning chị. À, Tony chơi khô máu. À, cảm ơn chị anh Đào. À, hello anh Chanh Lâm. À, Trung Cộng và Nga Nhật Bản phải khôn và mềm mỏng. Dạ. Hello anh Quốc Tấn Trần. Good morning anh Quốc Tấn Trần nha. À, cái gì đây trời, Tony có áo giáp. À, cảm ơn anh Đào. À, luôn ủng hộ kênh Tony. Cảm ơn chị Khoắn Võ. Hello anh Chanh Lâm nha. Good morning chị Thảo Lâm. À, anh Chanh Lâm với chị Thảo Lâm vô cùng một lúc nè. Hai người này cùng cái họ vô cùng một lúc với nhau luôn. À, chào Tony đẹp trai, cảm ơn chị Chu Lì Trần. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi nó như thế nào đây. Thế là nó đang lên 173. Đâu có đâu chị, bữa hổm á, cách đây 48 tiếng hổ lên tới 175 luôn. Cái vợ sụt xuống 171, 72, 73. Nó cứ tào lao mới lao, nó cứ cà đực cà tan khoai lang chú nấu đó chị. Dạ, right here chị nha. Ráng lên đi em á, em đang giữ 7 cái cổ phiếu đây nè chị. À, sáng này em mới mua thêm 3-4 cái nữa. Em xả vàng vô, tại vì ngày hôm qua đó khách hàng trả em mấy trăm ngàn đồng bạc á, người ta mượn để mua nhà đó. Bây giờ người ta có tiền, người ta trả được 2 năm mấy,
giờ người ta có tiền á, cái đồng người ta trả ốp, thì em phải lên văn phòng luật sư em ký cái giấy release cái thai đồ nhà, rồi sau đó em lấy mấy trăm ngàn đó em dục vô cổ phiếu hồi tối hôm qua, cổ phiếu Apple, Google, Robinhood, và Coinbase. Tại vì em không bao giờ để mấy trăm ngàn đó trong nhà băng đâu, em dục nó vô trong cái cổ phiếu nè, chứ em không khùng đâu mà em nhét nó vô cái chỗ nào, nhét nó vô cổ phiếu liền. Khách hàng mà trả nợ em cái là em nhét vô cổ phiếu, khách hàng trả nợ là em nhét vô cổ phiếu vậy đó. Rồi khi nào có ai mượn cái em móc ra vậy đó, em cho tao mượn vậy đó. Đó, thành ra đồng tiền của Tony Lê không bao giờ nó đứng yên, không bao giờ đứng yên, nó phải làm việc. Một là nó ở trong túi người ta để nó đẻ tiền lời ra cho Tony Lê, hai là nó ở trong cổ phiếu, that's it, không bao giờ có trong nhà băng hay là ngân hàng hay là két sắt, không bao giờ có. Cái gì đây, cái gì vậy trời? Cảm ơn cờ T Luciana gì đây nè. Hello anh Lai Nguyễn, good morning chị Nguyệt Hoàng nha, good morning chị Sophia. Tony lấy vốn thách là lại chưa vậy. Anh Tuấn Ngô ơi, cảm ơn anh đã hỏi. Hiện tại bây giờ thì em đang thua tầm khoảng 30.000 đô la cổ phiếu thách là. Hiện tại bây giờ em vẫn còn đang lỗ khoảng 30.000 à anh. Em đang sở hữu khoảng 186 đồng bạc mỗi xe, ok. Cái giá cũng ok đúng không anh? Hiện tại bây giờ cái giá mà Tesla Tony Lê đang giữ là 186 đô, ok. Thì Tony Lê thấy cái giá nó cũng hợp lý hợp lệ, ok. Mà bây giờ nó mới có 170 mấy rồi, em còn lỗ Tesla khoảng 30.000. Bữa hôm em lỗ 60.000, nhưng mà trong 2-3 ngày vừa qua thì nó tăng lên được chút xíu, thành ra Tony Lê lỗ còn 30.000 lỗ. Không sao đâu anh, từ từ cháo nó nhừ. Tony Lê có cái kế hoạch là để Tesla này từ đây đến cuối năm để hy vọng có lời, để lấy tiền lời về Việt Nam ăn Tết, để giúp bà con khó khăn, để nhìn bông mai bông cúc, để nhìn thèo lèo cứt chuột, vân vân và vân vân. Ok, 186 đô la mỗi một cổ phiếu. Nếu từ đây đến cuối năm mà quý vị thấy cổ phiếu Tesla mà nó vượt qua bao nhiêu đó là quý vị tự biết là Tony Lê lời hay lỗ, ok. Alo chị Sao Linh Vũ đã đến từ nước Pháp. Hello anh Hùng Trần đã đến từ Việt Nam. Tony ơi, ai bảo kê cho chú Uẩn phóng tên lửa vậy? Chắc chú nghe với chú Trung Cộng quá chứ ai đâu bảo kê. Chỉ có ông nghe với Trung Cộng thôi à. Hello chị Nga Quỳnh nha. Cảm ơn chị Sao Linh Vũ. Hello anh Tom Nguyễn. SoFi number one. Dạ SoFi thì em mới mua được khoảng 20 mấy ngàn à anh. Cái con số nó hơi nhỏ nhỏ. Thì Tony Lê dự định là sẽ DCA SoFi thêm. Hôm qua Tony Lê mua nó là 6.94 đồng mỗi một cổ phiếu. Tony Lê mới mua có 20 mấy ngàn đô la à. Tony Lê dự định là mỗi một cổ phiếu Tony Lê sở hữu ít nhất cũng phải từ 50.000 đến 100.000 mỗi một cổ phiếu thì nó mới ok, thì nó mới đẻ ra lời nhiều. Chứ còn 20 mấy 30 ngàn thì nó chỉ lời ít ít thôi à. Hello chị Thắm Nguyễn đã đến từ Washington. Hello chị Luyến Nguyễn. Good morning chị Oanh Phú nha. Hàng của Nhật Bản number one. Dạ hàng của Nhật Bản thì thông thường nó rất là bền nha quý vị. Ví dụ nha, đồ điện tử hay là xe gì cũng vậy, nó bền và nó rẻ nữa. Dạ Tony em bảo kê cho chú Uẩn chứ ai. Thôi ông Hùng Trần, ông đừng có đổ thừa tôi ông ơi. Tôi đâu có khả năng đâu bảo kê cho chú Uẩn. Chú Uẩn gì anh Tony còn sở hữu con gì vậy? Chị Béo là con gì chị? Chị hỏi em còn sở hữu con không? Con gì? Trời ơi em có nhiều con trên người lắm, chị có hỏi kỹ con nào? Dạ cái con em còn sở hữu cái con mà trời cho. Đúng, nhưng mà chị đang hỏi con nào? Chị phải hỏi kỹ chứ, chị nói chữ con không em đâu có biết con nào. Dạ cái con dính da em thì em còn sở hữu nha chị nha. Em đính chính với chị là cái con dính da đó em vẫn còn sở hữu, chứ em chưa có cắt ra bán để mà đầu tư cổ phiếu đâu chị. Cái con dính da em là em vẫn còn sở hữu nha chị. À chứ còn ai biết con nào, chị đang hỏi con nào. Trời ơi chị làm em giật mình. Cái con dính da thì em vẫn còn sở hữu nha chị, ngày nào cũng sở hữu nó chị ơi. Cái con nó mình nó rớt ra rồi một cái là em không còn chuyện gì để bàn á. Trời ơi đúng không, cái con đó là em phải sở hữu nó đến suốt cuộc đời chị nha. Trời ơi, chứ cái con đó mà nó rớt ra em hoặc là em cắt ra em bán để em lấy tiền đầu tư là có bộ hơi mệt đó chị. No,
em phải sở hữu cái con đó, cái con đó là trời cho em. Em phải giữ nó, giữ nó đến cuối đoạn đường, cuối cuộc đời, ok? Không thể nào làm chuyện gì với cái con đó được. Em đẹp trai cũng nhờ cái con đó đó chị. Gái nó mê em cũng nhờ cái con đó. Nếu em giờ em cắt ra em bán em đầu tư, trời ơi, gái nó đâu có mê nữa. No, 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 no. Em phải giữ con đó, ok? Chị đừng có khóa em nhé. Con nào, chị mới hỏi quỵt tẹt con nào. Trời ơi, chị hỏi cái con không ai biết đường con nào. À, cái gì vậy? Ai cũng cười hết, làm sao vậy trời? Tôi nói đúng quá mà ai cũng cười như vậy. Cảm ơn các sư huynh, sư đệ, sư muội, sư tỷ đã cười nha. Hiểu ý tôi nên lê. À, cái con đó là tôi nên lê, phải giữ nó đến cuối đoạn đường, ok? Cái gì vậy? Con đó mà tôi nên lê bán là tới công chuyện vậy? Đúng là chị Trinh Lê, cái con đó em không bao giờ, em không bao giờ bán đâu chị ơi. Chị à, chơi cổ phiếu anh hướng dẫn em với. Dạ anh Trần Quốc Tấn ơi, thật sự với anh thì em cũng không có hay ho gì đâu mà chỉ hay là hướng dẫn anh đâu nhé, hay là chỉ ai đâu. Dạ thật sự thì Tony Lê chỉ chia sẻ những gì Tony Lê làm thôi anh nha. Nếu mà anh muốn biết những gì Tony Lê làm á thì anh vào channel của Tony Lê anh xem video nha. Chứ Tony Lê cũng không có hay hơn ai đâu, hay là giỏi hơn ai đâu mà chỉ dẫn người khác. Dạ Tony Lê không có dám chỉ dẫn ai hay là dạy ai hay là sao sao hết á. Nó Tony Lê chỉ chia sẻ những gì Tony Lê đang làm thôi, ok? Còn bà con xem chơi cho vui, nghe chơi cho vui, à rồi rút kinh nghiệm hay là gì đó ai đồng nổ. À chứ Tony Lê không dám dạy ai, mình không dám dạy ai mà mình cũng chẳng dám chỉ ai. Mình chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi anh nhé. Dạ. À, sao mà vui như Tết vậy? À đúng nè anh, em đang mong cho Tết nè anh. Hello chị Trần Liễu, coi chừng tối ngủ ngoài sân nhé. Ủa cái con em này còn đang dính trong da mà làm gì ngủ ngoài sân chị? Khi nào em không còn giữ cái con đó em mới bị ngủ ngoài sân. Chứ còn cái con đó em vẫn còn dính trong người mà làm sao ngủ ngoài sân được. No no no. À, nhiều lúc em phải đi xe xanh mặt. Vậy chứ tôi sao? À, trời ơi, mấy tuần lễ nay tôi đi xe cái thằng Tesla tôi rụng rời tay chân luôn á. Trời ơi, nó rớt xuống trăm sáu mấy đồng bạc đi xe chứ đều muốn mỏi tay luôn. Trời ơi trời. À, ngày phải hiểu, nghe mỗi ngày phải hiểu anh Tony nói chuyện. Cảm ơn chị Mai Hoàng, chị rất là hiểu em. Lên hay xuống cũng kể tí. Dạ, cảm ơn chị Trinh Phan. Hello chị Hồng Trần, good morning chị Quyên Nguyễn. À, không liều mạng sao kiếm được nhiều. Dạ đúng rồi anh Trần Tuấn Kiệt, anh nói rất là đúng. Dạ à, cái gì đây à, sáng nay anh ăn gì rồi? Hồi sáng này em ăn một gói bánh canh gói anh, của Hàn Quốc. À, gói bánh canh gói đó anh. Dạ chiều nay anh có lên sóng cho xì tóc không vậy? À, cảm ơn chị Diễm Võ. Dạ em chưa biết đó chị. Dạ cái ông Jerome Powell này ông phát biểu 2:30 chưa? À cái khúc đó là cái khúc quan trọng đó. Cái 1 giờ trưa nó chưa có quan trọng. Chúng ta biết chắc chắn là ngân hàng trung ương Mỹ chưa có cắt giảm tiền lãi suất đâu quý vị. Ok, biết chắc chắn rồi đó. Tại vì cái tỷ số lạm phát á, CPI hồi tuần rồi nó cao quá, thành ra tụi nó quỷ, tụi nó chưa có cắt. Nhưng mà cái khúc ông ta họp báo á, cái khúc đó là khúc quan trọng đó. Dạ. Máu me hay là xanh lè đó. Đó cái khúc đó đó. À, cái gì đây? Mỗi mấy ngày nay Tony ăn mì gói đủ tiền hai con bào ngư chưa vậy? Dạ đủ rồi anh Hùng Trần ơi, cảm ơn anh đã chia sẻ nha. Cảm ơn anh đã hỏi em. Thì cái bữa Chủ nhật em ăn hai con bào ngư 30 đồng bạc. Thì 30 đồng bạc thì bây giờ 5 ngày sau Tony Lê phải ăn lại 5 gói mì gói. Đủ vốn rồi anh. Em lấy vốn lại hai con bào ngư rồi anh nha. Cảm ơn anh đã còn nhớ hai con bào ngư của Tony Lê. Alo anh Lợi Nguyễn. À, hello chị Lợi Nguyễn, chị thích màu áo của em hôm nay. Dạ cảm ơn chị Lợi Nguyễn nha. Dạ hôm nay á em đen và xanh và trắng together, ba màu này là ba màu phong thủy của Tony Lê. Hôm nay là một ngày rất là quan trọng cho cái thị trường cổ phiếu chứng khoán, cho nên Tony Lê đem ra mặc hết ba màu phong thủy luôn. Hy vọng đem lại cái may mắn cho thị trường cổ phiếu. Hello Thái Lâm nha. À, good morning anh Thái Lâm. À, cái gì đây? À, hôm qua anh không có live stream. Dạ đúng là chị Ly Sào Bông ơi. Hello anh Tom Nguyễn đến từ Arizona.
hy vọng Tổng thống Trump trở lại để mở công ty dầu. Dạ đúng rồi, có, đó là cái điều đầu tiên mà Tổng thống Trump đã chia sẻ trong cách đây mấy ngày. Cái điều đầu tiên Tổng thống Trump làm là khi trở lại Tòa Bạch Ốc, quý vị nghe kỹ nha, hai chấm xuống hàng gạch đầu dòng. Nếu ai không nhớ thì lấy giấy viết ra ghi lại. Cách đây mấy ngày Tổng thống Trump có tuyên bố cái việc đầu tiên mà Tổng thống Trump làm khi trở lại Tòa Bạch Ốc đó là khoan dầu hỏa, sản xuất dầu hỏa năng lượng cho đất nước Mỹ và người dân Mỹ. Làm ngay lập tức, khoan giếng dầu á, sản xuất rầm rộ. Đó là cái điều đầu tiên Tổng thống Trump làm để làm gì? Đố quý vị, hàng triệu người dân Mỹ sẽ có công ăn việc làm là điều thứ nhất. Kinh tế nước Mỹ sẽ đi lên là điều thứ hai. Xăng dầu nó sẽ sụt giảm cho người dân Mỹ là điều thứ ba. Khi xăng dầu nó sụt giảm, vật giá nó giảm theo, tình hình lạm phát tự động giảm. Một cái cách mà có thể nói chữa trị tình hình lạm phát dễ dàng như cung đàn. Mà tại sao 3 năm vừa qua chính quyền của chú Bảy không làm cái điều này? Đố quý vị, cái chuyện chính quyền chú Bảy chống lạm phát bằng cách là tăng tiền lãi suất là sai lầm, làm cho nền kinh tế càng ngày càng đi xuống. Còn cái cách mà Tổng thống Trump làm á, khoan dầu hỏa, sản xuất dầu hỏa năng lượng, tự động lạm phát nó sẽ giảm một cách đơn giản, giống như đang giỡn. Quý vị thấy đúng hay sai? Khi mà dầu hỏa nó rẻ, nó kéo theo tất cả mọi thứ chung quanh rẻ theo, tự nhiên lạm phát nó sẽ giảm. Đơn giản, một đứa con nít 7 tuổi nó cũng tính ra được cái cách này. Mà tại sao chính quyền chú Bảy không làm? Mà tại sao chính quyền chú Bảy xì tóp sản xuất dầu hỏa, sản xuất năng lượng, làm cho vật giá nó leo thang? Đó, thấy chưa, rõ ràng không? Chính xác chưa? Tony Lê nói chính xác chưa? À, đơn giản. Tony Lê nói quá đúng, đúng không? Một cái cách mà mình chống lạm phát đơn giản. Cái gì đây? Xăng ở Cali sẽ tăng lên 8 đô la. À, cảm ơn bác John Trường. Em mới mua 3.325 xe SoFi. Anh mua giá bao nhiêu vậy? Ngày hôm qua em mua có 6.94. Bây giờ nó nhiêu rồi? Hôm qua em cũng mua 20 mấy ngàn đồng bạc. Dạ. Đây nè, right here nè. Đây nè, right here nè, đó. Ngày nè, right here, ngày hôm qua em mua nè 6.96, right here. Mua gần 21 ngàn đó, quý vị không? Nè, SoFi đó. À, bây giờ nó rụt rịch, nó lên được nhiêu rồi? À, chưa, mới lên có mấy sen nè. À, kệ nó, nó có lên là vui rồi. Lên là vui rồi. Alo, chị Tiffany đi, đã đến từ San Francisco, California. À, đó quý vị thấy không? Cái cách chống lạm phát của chính quyền chú Bảy trong 3 năm vừa qua, quý vị thấy nó không có kết quả. Cái nào mình phải nói sự thật nha quý vị. Mình nói theo cái kết quả nha. 3 năm vừa qua chính quyền của chú Bảy chống lạm phát bằng cách là tăng tiền lãi suất. Trời ơi, làm cho nhà tan cửa nát, rầm rộ công ty phá sản, ngân hàng, hệ thống ngân hàng trên đất nước Mỹ này thay phiên nhau sụp đổ. Ok. Hàng triệu người không có nhà để ở tại vì tiền lãi cao quá. Alright. Rất là nhiều homeless sinh ra đời. Homeless là gì? Vô gia cư sinh ra đời. Chống lạm phát mà tăng tiền lãi suất là thế thua. Dù phải làm sao đó cho vật giá nó rẻ. Khi vật giá nó rẻ thì tự động tình hình lạm phát nó sẽ giảm. Đơn giản giống như đang giỡn. Tony Lê không phải là một nhà lãnh đạo, nhưng mà Tony Lê còn biết cái cách chống lạm phát nữa. Quân hồ gì chú Bảy. Chú Bảy chú biết. Sau lưng chú Bảy có rất là nhiều trợ lý cố vấn, người ta biết, người ta tỉnh, người ta biết. Nhưng mà được lệnh không được làm. Có lệnh không cho chú Bảy làm. Người ta ép chú Bảy là phải làm theo cái cách là cho tăng tiền lãi suất. Có lệnh cho chú Bảy không được làm, chứ không phải là chú Bảy không biết để mà làm. À. À, cái gì đây trời? Món tempura là món gì vậy? Món tempura là món gì anh? À, cảm ơn anh Thái Lâm. Em bóp cái anh Tony rồi nhé. À, cảm ơn chị Tiffany đi. À, nếu xăng tăng lên 10 đô la cho sẽ mất chức ngay. Dạ, cảm ơn bác John Trường. Tôi coi Tony lì xì cho người già. Dạ, cảm ơn anh Phiêu Nguyễn. Dạ, tôi mong xăng rẻ. Dạ, cảm ơn anh Cần Lê. Dạ, bác Cần Lê hay chú Cần Lê. Dạ, con cũng vậy.
Khi mà xăng á quý vị, nó rẻ, nó kéo theo tất cả mọi thứ rẻ quý vị, cuộc sống của chúng ta sẽ rất là ok, kinh tế nó đi lên. Quý vị cứ để ý đi, xăng dầu mà nó rẻ như con cá kèo ở tỉnh Trà Vinh á, là mọi người cơm no áo ấm. Dưới cái thời tổng thống Trump, tụi em đổ xăng không cần nhìn giá, 100 đồng bạc đổ được 3 bình xăng. 3 bình xăng ở đây nè, ở đây nè, right here, tiểu bang Texas nè, $100 đổ 3 bình xăng. Dưới thời tổng thống Trump, 2 đồng bạc, 2 đồng mấy một gallon, trời ơi, đổ không cần nhìn giá. Lấy cái cò ra bóp nó, xịt nó vô, xịt khi nào đầy thôi nghỉ, vậy đó, thổi cần nhìn giá. À, cái gì đây, cái gì đây, alo chị Trang đổ nha. À, cảm ơn anh Danh Đào, chúc tôi này ngày thứ tư đẹp trời, cảm ơn anh nha. À, chú Sáu làm việc cho Trung Cộng, dạ. Thì nói nôm na cái chính sách đó quý vị, cái chính sách mà chính quyền chú Bảy làm mà về kinh tế của đất nước Mỹ đó, trong 3 năm vừa qua đó, hình như là đang muốn cho Trung Cộng nó vượt mặt đất nước Mỹ chúng ta, đang muốn cho kiểu như là kéo đất nước Mỹ dừng chân tại chỗ, rồi từ từ đợi cho Trung Cộng nó leo rồi cái nó đi qua mặt nước Mỹ, đó đó đó, ý là như vậy đó, tức là không muốn nước Mỹ là number one kinh tế mà là muốn Trung Cộng nó vượt mặt qua đó, vậy đó. Alo, alo, à, tôi mong biên giới đóng cửa, cảm ơn anh Cần Lê. À, hello chị Trang Nguyễn, à, good morning chị Tiffany đi nha. À, Texas gas bây giờ 3.37, dạ. Em thì em chạy xe Mercedes cho nên em đổ xăng 93, là một cái loại xăng mà nó cao nhất và giá nó mắc nhất trong tất cả các loại xăng á, là xăng 93. Tại vì không phải tôi lê muốn đổ xăng mắc đâu quý vị, mà là tại vì chiếc xe nó đòi hỏi là cái xăng đó phải đổ vô cái xe này. Thành ra tôi lên phải đổ xăng 93, thì xăng 93 bây giờ là 3 đồng mấy. Còn mấy cái xăng mà 87 hay là cái gì đó thì nó rẻ hơn nhiều, nó rẻ hơn nhiều, dạ. Hello anh cô Nguyễn nha. À, anh love your comment, anh đang sở hữu Tesla giống như em, dạ. Anh cô Nguyễn ơi, ráng đi anh nha. À, anh cứ tưởng tượng là anh đang bỏ ống heo đi. À, từ đây đến Tết Việt Nam cái anh rút ra, cái anh lấy bạc tỷ. À, anh đi xài, à, đó nôm na là vậy đó. Anh cứ tưởng tượng là tôi đang bỏ ống heo, tôi đang nuôi heo. Đùng một cái gần tới Tết Việt Nam đó, cái anh rút ra bạc tỷ đồng nha, qua tỷ đô nha, bạc tỷ đồng. Anh đi ăn Tết ra vậy đó. Thì Tony Lê đang có kế hoạch là như vậy đó. Tết là Tony Lê để dành cho Tết Việt Nam. Từ đây đến cuối năm kệ đó, nó lên nó xuống nó tào lao mới lao gì kệ đó. À, từ đây đến Tết đi rồi tôi mới nhìn đó. Từ đây đến Tết tôi nhìn coi, ê, lời hay lỗ hay cái gì đó, rồi bắt đầu mình tính, ok. Mình tưởng tượng là mình được bỏ ống heo đi, nó nôm na là bậy đi. À, vậy đó. À, thời của chú Bảy xịt trên xì khói ở dưới. Dạ đúng rồi anh Tôm. Hello chị Lê Hồng Vân. Hello cô Tư Hòa Lộc nha. À, thời tiết bên anh thế nào chứ? Quê em gần quê Ngọc Trinh nắng. Dạ cô Tư Hòa Lộc ơi, bên em thì nó cũng giống như cái thời tiết nó giống như ở Sài Gòn đó cô Tư Hòa Lộc nha. Trời trong xanh gió mát nắm, à, nắng ấm chan hòa nhé. Dạ nó gần giống như là quê của Tony Lê ở Trà Vinh nè, gần giống như Sài Gòn nước Việt Nam nè. Dạ cái chỗ em ở là may mắn là quanh năm suốt tháng nó lúc nào cũng nắng ấm chan hòa, trời trong xanh gió mát, thì lúc nào em cũng mặc cái quần tà lõn nha cô Tư Hòa Lộc. Mặc cái quần tà lõn nè, hôm nay nè thứ tư nè đó, tôi khoe cái quần tà lõn nè. Right here. À, đồ trắng nhách nè, thấy không? Không. Tôi mặc nó nghe nè, sao mà tôi mặc cái quần tà lõn FBD 5-12 tháng mà sao cái đùi tôi nó vẫn trắng vậy bà con? Nó không đen bà con ơi, ngộ á. Kỳ cục chứ ngộ với trời. Cái đùi tôi lên lúc nào cũng trắng nhách như cái đùi Ngọc Trinh vậy á. Giống như đùi ếch, trắng nhách nè. Không bao giờ đen, ngộ á. Tôi mặc quần tà lõn FBD mỗi ngày. Tôi đi văn phòng luật sư tôi mặc quần tà lõn ký giấy mấy trăm ngàn đô la. Tôi đi bác sĩ tôi mặc quần tà lõn, tôi đi ký giấy mua nhà tôi cũng mặc quần tà lõn, mà nó trắng nhách là nó không đen, ngộ á. Ai đồng nổ. Chắc là trắng bẩm sinh nè, không cần tắm sữa trắng. Da Tony Lê trắng sẵn rồi, trắng bẩm sinh á. Ngọc Trinh còn phải tắm sữa trắng với Tony Lê không cần tắm sữa trắng. Cái gì vậy trời? Chiều hôm qua Tony không có live stream. Dạ đúng rồi anh Phi Nguyễn. À, anh còn giữ con con bế. Dạ đúng rồi chị Tina. Không phải, em mới mua lại ngày hôm qua chị. Em mới mua lại ngày hôm qua chứ không phải là em còn giữ. Bữa hổm em bán sạch sẽ rồi.
Hôm qua nó rớt xuống 220 mấy đô. Tony Lê mới nhảy vô mua lại. Dạ. Tony Lê mới nhảy vô mua lại cái thằng con bế. Right here. Ngày hôm qua Tony Lê mua lại gần 30.000. Ok. 227 đồng 25 cent. Mỗi một cổ phiếu con bế. Hôm qua Tony Lê mới mua lại đó. Dạ. 227 đồng. À, tối hôm qua. Dạ. Mới mua lại con bé. Bữa hổm Tony Lê bán hết, giờ Tony Lê mới mua lại. Hồi nãy Tony Lê có chia sẻ cái khúc đầu của chút xíu, nó chỉ rewind lại khúc đầu chị nghe đây. Tức là cái list Tony Lê mới làm lại hồi tối, khách hàng nó mới trả mấy trăm ngàn, thành ra Tony Lê lấy mấy trăm ngàn nó bỏ vô thêm cổ phiếu, thành ra Tony Lê mua thêm nhiều cổ phiếu ngày hôm qua. Cái gì đây anh Tony mặc vậy cũng khoe luôn? Dạ đúng rồi bé Lùi, thấy cái đùi trắng như ếch thì mình khoe lên cho bà con nhìn chơi cho vui. Sáng thứ tư trời ơi, tôi khoe cái đùi cái lên tới 1.700 người xem đấy, cho tôi chắc ngày nào cũng phải khoe đùi quá. Khoe đùi cái tự nhiên lên tới 1.700 người xem trời. Bình thường mỗi ngày không có khoe cái đùi có 1.500 à. Hôm nay khoe đùi lên 1.700, trời ơi cái điều này mai mốt tôi khoe nhiều nhiều quá. Ai đồng ý khoe này cho số 1 nè. Ai đồng ý tôi khoe đùi cho số 1 ông Bùi Chung nói cặp giò của anh đẹp và trắng quá. Trời ơi. Ông quá tôi hoài. Ông đừng có quá tôi. Ông dụ tôi khoe đùi mỗi ngày hả ông? Ông trời ơi không, lâu lâu tôi cho con lần đấy. À. Trời ơi trời ơi trời ơi. You never wear long pants. Dạ 52 tháng em không có bao giờ bận quần dài đâu chị ơi. Chị Mai Hoàng ơi, khi mà em bận quần dài là chị biết là em đi đâu rồi đó nhé. Bà con trong đây rất là nhiều người biết. Mỗi lần mà thấy Tony Lê chọc vô cái quần jean là hiểu rồi đó. Hiểu đó. Leo lên máy bay, bay đi Việt Nam mới chọn quần jean. Ngoài ra năm 12 tháng ở tiểu bang Texas này bạn quần tà lõn. Đi đâu cũng mặc quần tà lõn. Ai làm gì làm tôi chẳng biết gì cả. Tôi mặc quần tà lõn chơi vậy. Nhưng mà bên trong cái quần tà lõn nó chứa rất là nhiều đô la nha quý vị. Nó chứa rất là nhiều đô la trong cái quần tà lõn đó, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu nha. Rờ vô là phỏng tay đó. Alo chị Hồ Phương Đại, crypto đang uptrend mua con bế quá hợp lý. Dạ cảm ơn chị Hồ Phương Đại. Dạ em canh me cái thằng con bế này lâu rồi chị, bữa hổm em mua thì em cũng lời được một mớ, cái em bán. Ok em bán khi mà nó tuột dốc, bây giờ cái em mua lại cái lúc mà giá nó 220 mấy đồng. Dạ tại vì cái thằng con bế này là nó liên quan tới crypto, chị nói đúng chính xác. Dạ. À, cặp đùi của anh sao giống cặp đùi Ngọc Trinh quá vậy? Vậy rốt cuộc là ai đẹp hơn ai? Anh nói giống đúng không? Vậy rốt cuộc là anh chọn đùi tôi hay đùi Ngọc Trinh? Anh nói quệt tẹt đi, dặn cho tôi biết đường tôi rờ. Rốt cuộc anh nói đùi tôi với đùi Ngọc Trinh giống nhau. Vậy rốt cuộc nếu cho anh có con đường lựa chọn, anh chọn đùi ai? Anh nói đi, dặn cho tôi biết đường tôi ngủ. Ok. Tôi ngủ cho nó ngon chứ. Đừng chọn đùi tôi nha cha. Bấm một cái like. Trời ơi hôm nay tôi khoe cặp đùi cái tôi lên được 1.700 người xem quý vị ơi. Điều này chắc tôi phải khoe đùi everyday quá. Trời ơi tôi không có biết là cái chiêu này sao nó hay gì trời. Hèn chi các hot girl bây giờ hay khoe khoang là như vậy. Thì ra là cái chiêu này là để có nhiều người xem là khoe đùi. Ok. Tôi tìm hiểu ra cái chiêu này rồi. Ngày nào tôi cũng phải khoe đùi mới được. À ok. Em bình luận chính xác 100%. Mong Tổng thống Trump chiến thắng. Dạ đúng rồi anh Cô Nguyễn. Dạ em lúc nào cũng vậy anh. Dạ lúc nào em cũng mong Tổng thống Trump làm Tổng thống của đất nước Mỹ, làm Tổng thống của em. Cho dù là 4 năm nhưng mà cũng ok. 4 năm đó chúng ta cũng là ok nha quý vị. Dạ. Quần đỏ của anh đẹp quá. À, cảm ơn anh Bùi Chung nha. Nói vậy chắc từ nay Ngọc Trinh không dám khoe đùi nữa đâu. Dạ đúng rồi bé Lùi. Nếu mà so sánh hai người Ngọc Trinh và Tony Lê mà đứng gần với nhau đó, nói về cái nét đẹp trai thì Tony Lê đẹp trai hơn Ngọc Trinh. Nói về đùi đẹp thì đùi Ngọc Trinh đẹp hơn đùi Tony Lê. Ok. Nhưng mà kể từ khi Ngọc Trinh té xe đó, bây giờ không biết cái đùi Ngọc Trinh còn đẹp hay không, chứ đùi Tony Lê không có thẹo. Nói quệt tẹt với quý vị là đùi Tony Lê chẳng có cái thẹo nào cả. Không hiểu sao.
trái mạng anh Tony ơi. Trời ơi, cảm ơn chị Mai Hoàng nha. Tony là người biết làm ăn. Cảm ơn anh Thái Lâm. Dạ à, thì cái lúc mà cách đây cả chục năm trước anh Thái Lâm, thì em cũng là một người chưa biết làm ăn à, tại vì em còn suy nghĩ nông cạn là làm đồng nào rồi để dành cất gói đầu năm. Ok, rốt cuộc rồi em khổ sở vất vả gian nan everyday. Sau này em mới bắt đầu tìm hiểu là tại sao mình phải làm như vậy. Tại sao mình có tiền mà mình không để đồng tiền nó đi làm việc cho mình? Sau khi Tony Lê nghiệm ra được cái chân lý đó nó đến từ các ông tỷ phú của đất nước Mỹ. Tony Lê tìm hiểu từ các ông tỷ phú, triệu phú đất nước Mỹ, tại sao họ giàu, tại sao họ có nhiều tiền. Thì ra là những người triệu phú, tỷ phú đất nước Mỹ họ chơi theo cái chân lý là lấy tiền đi làm việc để ra tiền. Kể từ đó Tony Lê làm theo cái chân lý đó. Và Tony Lê thấy cái cuộc đời mình nó sướng hơn, nó thảnh thơi hơn, nó an nhàn hơn kể từ khi Tony Lê áp dụng cái chân lý lấy tiền đẻ ra tiền. Cái nào nói thật nha quý vị, cái nào Tony Lê đang nói nghiêm túc á, chia sẻ thật sự á. Kể từ khi Tony Lê áp dụng cái chân lý lấy tiền đẻ ra tiền thì tự nhiên cái cuộc đời Tony Lê nó khỏe ru như bò kéo xe, an nhàn, thảnh thơi, đẹp trai hơn, trắng trẻo hơn, trẻ trung hơn, không suy nghĩ nhiều, dạ. Đỡ vất vả gian nan nhiều, dạ. Alo anh chị Lan Nguyễn nha. Chị Lan Nguyễn không thấy cái đùi không tin. Trời ơi chút xíu chị rewind lại, chị thấy cái đùi em rồi. Hồi nãy em có show hàng rồi chị. Show hoài trái mạng sao chị à, Ngọc Trinh té xe bị tép một cái đường dài ngay cái đùi. Sao ông rành dữ vậy trời, ông có nhìn không, sao ông rành dữ vậy? Sao ông rành đùi Ngọc Trinh có một cái lằn thẹo vậy hay gì vậy? Ông rình ông mò đâu hay gì, chỉ ông chỉ tôi rình với thôi. Tôi cũng muốn thấy đùi Ngọc Trinh lắm mà tôi chưa bao giờ được thấy. Ông rình chỗ nào vậy, ông chỉ tôi rình coi ông vô chỗ nào ông thấy vậy. Hồi nó chia sẻ chỗ nào thấy được cái đùi Ngọc Trinh, nhớ nha, chia sẻ nha. Tôi cũng muốn nhìn lắm, tôi cũng giống như ông nha, cũng muốn nhìn lắm. Trời, tôi chưa được nhìn. Tối ngày ông đi rình đùi người ta. Ông đó, tối ngày ông lo ông đi rình đùi người ta. Ông rình cái khác đi, ông rình cái đùi làm gì? Trời ơi, mệt ghê á, ông thèm cái đùi lắm, sao ông rình cái đùi Ngọc Trinh hoài vậy? Trời ơi trời, ông khóa tôi hoài à. Ông rình cái khác đi, ông rình cái đùi hoài à. Trời, tối ngày rình cái đùi giống như rình ăn trộm nhá. Trời ơi trời, à, mừng quá luôn, ủng hộ thống đốc tới xịt. Dạ, cảm ơn chị Trang Trần, dạ. Cái gì đó đây vậy trời, tôi yêu cặp đùi anh Tony Lê bất chấp, dạ. Hello chị Tròn Nguyễn nha. Con bé mua ở đâu vậy Tony? Robin Hood có bán không? Dạ chị xe ra thì Robin Hood nó bán đó chị. Đây nè, quay hia, con bé nó bán ở trong Robin Hood nè, anh đang sở hữu nó nè chị. Bữa hổm khi mà nó lên tới 250 mấy 60 mấy 70 mấy vậy, em bán nó một cái rộp. Ok, lúc đó em mua 216 đồng, em lời đụng mớ cái em bán, em bỏ qua thằng Tết là bây giờ cái hôm qua nó sụt xuống 227 đồng. Buổi tối hôm qua đó cái em nhảy vô mua, mà hôm qua em mua có mấy chục ngàn à. Từ từ mua tiếp chị ơi, dạ. Cái thằng con bé này á, em nói là nó có chuyển vọng, cứ có tiền là em lố vô từ từ, tức là mình gọi là DCA á, từ từ để đó, dạ. Tại vì con bé này á, nó chứa rất là nhiều crypto, nó có cái app mà đầu tư crypto đó. Con bé này nó có rất là nhiều chuyển vọng, dạ. Sometime á, cái crypto nó bị tào lao mới lao, cái con bé này nó sụt, nó sụt để mình mua vậy đó. À, cái gì đây à, ngày xưa tôi cũng nhìn cặp giò con gái Nhật Bản mà tôi bị gì. Anh nhìn cặp giò vợ anh rồi sao, rồi anh ghiền luôn tới giờ đúng không? Ai biểu ông nhìn cặp giò bả chứ, rồi ông ghiền tới giờ, rồi ông bị mất tự do tới giờ, ông la làng à, tới giờ. À, cảm ơn chị Sarah. Dạ, trong con bé nó có bán đó chị. Chị quánh vô cái chữ con bé tự động nó nhảy ra chị nha. Dạ. À, rồi cu thì sao? À, rồi cu thì mấy hôm nay em chưa có tìm hiểu nó anh Bung Sà Rong ơi. Thôi anh ơi, em đang giữ 7 cổ phiếu rồi, từ từ đi anh, nhiều quá rồi. À, mình đừng có đầu tư nhiều quá, mình bị lộn xộn, bị tẩu hỏa nhập ma. Mình đầu tư vừa vừa phải thôi. Những cái cổ phiếu mà nó có tiềm năng. À, ví dụ như là
Apple với lại Google thì Tony Lê giống như bỏ ống heo. Tại vì người ta mượn tiền Tony Lê có tiền lời mỗi ngày đúng không? Thì bây giờ cái số tiền đó người ta trả Tony Lê thì Tony Lê bỏ vô Apple và Google. Ok, giống như mình bỏ ống nhá. Và khi nào khách hàng khác nó mượn cái mình rút ra mình cho người ta mượn vậy đó. Hello chị Christy Nguyễn. Good morning chị nha. Cái gì đây? Con bé mua ở đâu rồi chị? Rồi hello chị Tròn Nguyễn. Rồi một ba bấm một cái like trước khi chúng ta đi xuống nha quý vị. Nhớ nha, 1 giờ trưa cho đến 2 giờ rưỡi trưa ngày hôm nay. Những ai đang đầu tư thì phải cập nhật thông tin nhé. Ông Ngân hàng Trung ương Mỹ, ông chủ tịch á, ông sẽ ra, ông có một cái cuộc họp báo, ông sẽ phát biểu về tình hình kinh tế tương lai của đất nước Mỹ như thế nào. Thành ra bà con cẩn thận củi và lửa nha. Have a good day. Thank you.